Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bintop nha. Có ai ở đây từng mơ ước sẽ tìm được một công việc chỉ cần ăn uống thôi đã có thể kiếm được thật nhiều tiền không? Yên tâm, cầu được ước thấy, hãy cùng đăng ký tham gia vào những cuộc thi ăn uống kỳ lạ nhất trên thế giới để có thể thấy được rằng kiếm tiền từ ăn uống rất là đơn giản nha. Chần chờ gì nữa, điểm qua ngay thôi nào. Những cuộc thi ăn uống kỳ lạ và quái dị nhất thế giới. Thi ăn trai Venus. Ủa, ăn gì không ăn, lại thi nhau ăn trai. Làm hội chị em tụi tôi điều đứng quá vợ. Mày cầm mồm đi. Thôi nào, giữ cái đầu lạnh nha mấy bà. Thật ra thì cuộc thi ăn trai này được diễn ra ở Massachusetts của Mỹ. Trai Venus là một đặc sản của vùng Cape Cod và New Jersey. Thịt trai được thêm những loại gia vị gồm bơ, ớt, rau thơm và xào chín. Món này khá ngon nhưng lại rất ngấy. Bạn khó lòng ăn được đến con thứ hai. Thế nhưng, những người tham gia cuộc thi bắt buộc phải ăn được càng nhiều càng tốt trong vòng 90 giây. Số lượng mà ứng viên chiến thắng ăn được là tận 7 con. Ôi, thấy cũng thèm mà nghe ăn đến 7 con trai vừa to vừa bự vừa ngấy. Thì ôi dồi ôi, giỡn cả gầy ốc ấy chứ. Có khi đi thi về tự dưng lên hẳn 10kg luôn đây. Ai mà đang có nhu cầu giảm cân để có được body mà lem như Ngọc Trinh thì Bintop khuyên là không có nên tham gia cuộc thi này nha. Cuộc thi nhổ phân linh dương. Không thể nào phủ nhận một điều là mặc dù cà phê trộn có hơi mất vệ sinh nhưng mà hương vị thì đúng là đỉnh của đỉnh. Nhưng liệu nếu rủ bạn tham gia một cuộc thi ngậm phân của một loài động vật rồi sau đó nhổ ra thì sẽ ra sao ha? Chê nha, mình là mình chê cái vụ này đấy. Ấy vậy mà tại châu Phi, phần của linh dương được dùng để làm trò tiêu khiển trong cuộc thi Boros Bowl, hay còn có tên việc giúp là nhổ phân xa nhất. Nghe ngầu dữ vậy ta. Khi tham gia cuộc thi này, các thí sinh phải ngậm một viên phân linh dương trong miệng và nhổ nó ra. Ai nhổ phân linh dương được quãng đường dài nhất sẽ là người chiến thắng. Chỉ có vậy thôi, đã có rất nhiều những nam thanh nữ tú thì nhau chạy tới chạy lui, nhặt mấy cục xít rồi bỏ vào mồm, thì thố nhau xem đứa nào phụt đi xa hơn. Xem có chán không cơ chứ. Toàn làm mấy cái trò hỏng chống ai. Cơ mà cuộc thi này cũng có nguồn gốc xịn sò lắm nha. Ngày xưa có rất nhiều bộ tộc đi săn linh dương, nhưng vì họ không thể đuổi kịp chúng nên thường phải đi theo dấu vết của phân. Có thể vì linh dương chạy quá nhanh, các thợ săn không bắt được nên là họ cùng nhau tham gia cuộc thi này để giết thời gian. Ủa, thí dụ mình không ăn thịt linh dương thì mình có thể ăn thịt con khác cũng được mà. Sao lại phải ngậm phân của nó để giết thời gian cơ chứ? Sao mày ngu thế hả? Khó hiểu thiệt sự, trò này kinh tởm quá đi. Nên là Bintop không rủ mấy bạn tham gia đâu. Cuộc thi ăn gián sống. Đỉnh cao nhất trong tất cả những cuộc thi ăn uống chắc chỉ có thể là cuộc thi ăn gián sống đây. Ai, vắt hết cả ốc cũng không thể tưởng tượng ra cảnh bỏ một em tiểu cường vào trong mồm nhổm nhảm nhai thì cái hương vị sẽ ra sao luôn. Béo béo, ngậy ngậy, chua chua hay là ngọt ngọt. Chắc là ổi sấp mặt lờ luôn qua. Ấy vậy mà người Mỹ lại muốn chinh phục những thử thách độc nhất vô nhị, thậm chí là kinh khủng nhất. Vào năm 2012, tại một cửa hàng thú cưng thuộc bang Florida của Mỹ đã tổ chức một cuộc thi ăn gián với giá trị giải thưởng là một con trăn trị giá 850 USD. Người chơi sẽ phải ăn những con gián Madagascar. Gián Madagascar là loài gián phổ biến nhất thế giới, còn lớn nhất có thể to bằng cả một con chuột. Ui sợ quá. Gì thế ghê vậy trời. Gián mà to bằng cả một con chuột, nghe là thấy rợn sống lưng rồi đấy. Những người chơi sẽ phải ăn những con gián này cuộn trong những cánh hoa hoặc là thịt cừu nướng tùy chọn. Dù có ăn kèm với bào ngư di cá thì cũng không thể nào ngon được đâu. Thấy kinh quá mà. Một người đàn ông có tên là Edward Ampol, 32 tuổi, đã giành lấy chiến thắng của cuộc thi quái gở này. Anh ta đã vượt qua 30 ứng viên khác. Thế nhưng có một điều tiếc nuối là sau khi sửa đẹp mấy con gián thì Equa đã mất con mẹ nó mạng luôn. Ôi mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì. Bác sĩ nghi ngờ là do anh chàng đã bị nhiễm trùng nặng. Nhưng lạ lùng thay, những người cùng tham gia cuộc thi với anh lại không hề có triệu chứng gì. Lần sau có thể tổ chức ăn món khác lành mạnh hơn được không? Chẳng hạn như là dế mẹn, châu chấu hay là nhộng nè.
chứ ăn gián thì kinh thật sự. Khuyến cáo là không nên làm tại nhà đấy nhá. Ăn 500 con hàu trong 8 phút. Anh em thuộc team ăn để sống hay là sống để ăn? Còn tôi thì tôi thuộc team có gì ăn đó, không dám đòi hỏi. Tại bị nghèo đó. Nghèo nàn, thật nghèo nàn. Thế nhưng lại có nhiều người, việc ăn uống đối với họ không chỉ là nhu cầu cơ thể mà còn là đam mê hay thậm chí là một tài năng thiên phú, giúp cho họ nổi tiếng, lập kỷ lục xuất sắc mà không ai vượt qua được. Đúng kiểu vừa được ăn sướng mồm vừa có thể mang tiền về nhà luôn. Chẳng hạn như cuộc thi ăn hàu sống tại New Auckland, Louisiana ở Mỹ nè. Ui, ăn hàu một ít thì ngon, ăn nhiều hàu quá là căng lắm đó nha anh em. Thế nhưng để giành được phần thưởng trị giá 1.000 đô la Mỹ, đã có rất nhiều người bất chấp ăn một số lượng hàu siêu khủng khiếp. Điển hình như là trường hợp của Sonja Thomas. Người này đã ăn hết 564 con hàu chỉ trong vòng 8 phút. Nốc hết tận 500 con hàu chỉ trong vòng 8 phút ư. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Sao vậy? Sao lại có thể đỉnh như vậy chứ? Không biết đêm đó Thomas ngủ có ngon không ta? Ý mình là mình chỉ sợ anh ấy ăn no quá nên là khó ngủ thôi. Anh em đừng có nghĩ sâu xa đó nghiêng. Thi ăn ớt jalapeno. Đã có rất nhiều những cuộc thi ăn ớt được tổ chức trên thế giới. Thế nhưng, cuộc thi ăn ớt jalapeno mới chính là cuộc thi khiến nhiều ứng cử viên lo lắng nhất. Ớt jalapeno là giống ớt đến từ Mexico, có vị cay nóng đặc biệt, không giống với bất kỳ một loại ớt nào. Nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Suốt 40 năm qua, cuộc thi ăn ớt jalapeno đều đã thu hút được rất nhiều thí sinh tham gia. Trong cuộc thi này, những người chơi sẽ phải thi nhau nhét ớt cay vào trong miệng để giành được giải thưởng. Một hộp ớt ngâm jalapeno đủ khiến cho nhiều người chảy nước mắt và nhiều thí sinh phải bỏ cuộc khi ăn những quả đầu tiên. Vào năm 2011, Patoletti đã giành được chiến thắng trong giải vô địch ăn ớt jalapeno sau khi nuốt hết 275 quả ớt trong vòng 8 phút. Vậy là phần thưởng 1.500 đô la đã thuộc về chủ nhân này vào năm 2018 ở Laredo của Texas. Đúng là khâm phục quá mà, mình chỉ ăn một ít sa tế là đã muốn nổ cả lửa rồi. Vậy mà mấy anh chị lại ăn ớt như ăn kẹo vậy. Tại hạ xin bái phục, bái phục, bái bái phục. Nè nè, sau khi tham gia vào những cuộc thi ăn lầm ăn lốn vừa rồi thì các bạn thích nhất là cuộc thi nào? Hãy để lại chia sẻ phía dưới phần bình luận nha. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn vào chiếc chuông để không bỏ lỡ những video hay nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.